Ai cũng có thể trở thành ngôi sao, ai cũng có thể tỏa sáng và ai cũng có thể trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Đó chính là những gì mà Miss and Mr. Year Fam 2023 muốn truyền tải. Và để đại diện cho những vì sao tinh tú lấp lánh, vương miệng của Miss and Mr. Year Fam 2023 được lên ý tưởng và chế tác tỉ mỉ bởi nhà thiết kế vương miệng Lý Thái. Đó là sự giao thoa giữa những đường nét cứng cáp và mềm mại. Điểm nhấn của hai chiếc vương miệng thuộc về chữ M ở trung tâm, thể hiện thương hiệu của Trường Đại học Tài chính Marketing. Vương miệng của Nam Vương sắc nét là sự kết hợp hài hòa của hàng trăm viên đá lấp lánh. Điểm khuyết trên bức tranh ánh sáng là những viên pha lê tỏa lên sắc xanh, sang trọng và lịch lãm. Vương miệng Nam Vương là đại diện hoàn hảo cho hình tượng nam sinh viên Year Fam, mạnh mẽ, năng động nhưng cũng đầy lịch lãm và bí ẩn. Vương miệng hoa khôi Year Fam cũng là một trong những tuyệt tác của nhà thiết kế Lý Thái. Nhìn từ xa, chiếc vương miệng mang cho mình hình thái của đóa sen với những viên đá đầy lấp lánh, kiêu sa. Trong mỗi cánh sen ấy là viên đá mang sắc xanh tỏa sáng rực rỡ. Chiếc vương miệng vừa thể hiện nét mềm mại, kiêu sa nhưng cũng không kém phần năng động, cá tính